khi mang thai muốn tránh cái việc bị tiểu đường trong thai kỳ, có cách nào phòng tránh ngay từ đầu không? Vâng, phòng tránh ngay từ đầu như là tôi nói với chị đấy, người ta gọi là tư vấn trước khi có thai. Dạ. Tư vấn trong khi có thai. Dạ. Thế thì tư vấn trước khi có thai nghĩa là gì? Chúng ta phải cung cấp cho người phụ nữ đó, đặc biệt là những bà mẹ có thai lần đầu, thế thì phải hiểu về vấn đề có thai là trước khi có thai chúng ta cần khám gì, trong khi có thai thì như thế nào, chúng ta có thể gì, trước khi có thai chúng ta có thể nên xét nghiệm đường huyết để xem có lỡ mai chúng ta rơi vào một cái rối loạn chuyển hóa như là cái đường huyết của một cái đấy thao đường thứ 1 hoặc thứ 2 chẳng hạn. Một quan trọng nữa là chế độ về ăn và sinh hoạt, mà cái sinh hoạt thì chúng ta giữ cho nó là điều độ, nhưng chế độ ăn là cơ bản là quan trọng. Thì chúng ta làm nào để đặc biệt là trong khi có thai đấy, cả một cái lượng một ngày thì chúng ta có thể là gần 1.500 cho đến 2.500 kilocalo đấy, thì chúng ta phải phân bổ cái 10% vào trong cái buổi sáng, 30% buổi trưa, 30% buổi chiều là buổi tối, như thế là chúng ta là 70% rồi, còn 30% thì thôi đấy, chị em thích ăn vặt hay cái gì, tức là những cái bữa phụ những cốc sữa hoặc cái gì đấy chúng ta phân bối ra đều, thì nó sẽ cơ thể không phải lúc nào nó có thể tăng, tại vì cơ thể nếu như mà cái lượng đường huyết nó tăng quá thì nó sẽ là điều chỉnh, nó tăng insulin để mà giải phóng cái đường chẳng hạn nhé, là để cái đốt cháy carbon hydrate, thế thì nếu mà lúc đó thì nó lại sẵn sàng để, cho nên là nó sẽ gây một cái biến đổi, cái dao động nó sẽ dẫn đến phì. Dạ, xin cảm ơn những cái lời khuyên rất là tuyệt vời từ phó giáo sư. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một số lưu ý của chương trình với những người mẹ mắc bệnh tiểu đường khi đang mang thai. Lưu ý chế độ dinh dưỡng, ăn một bữa sáng khoa học. Cháo là một lựa chọn tốt bởi nó giải phóng năng lượng chậm và đồng đều. Hoặc bạn có thể chọn ngũ cốc nguyên cám và bánh mì, ăn kèm một thực phẩm giàu protein như một quả trứng luộc hoặc sữa chua ít chất béo. Ăn nhiều loại thức ăn trong ngày, ăn các bữa chính và bữa phụ với lượng trung bình mỗi ngày. Bạn cũng có thể ăn 2 đến 4 bữa ăn nhẹ, bao gồm bữa nhẹ buổi tối để giữ cho lượng đường trong máu ổn định. Ăn thực phẩm nhiều chất xơ, cắt giảm chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Không bỏ bữa ăn, không ăn thức ăn chứa nhiều đường. Uống nhiều nước, chỉ nên uống nước quả pha loãng một lần một ngày. Thưa quý vị, những lưu ý vừa rồi cũng đã giúp cho chúng ta có thể có được những cái nhìn chung nhất về bệnh tiểu đường khi đang mang thai, và hy vọng là cũng đã giúp được phần nào cho các bà mẹ trong quá trình thai nghén có thể đối phó lại được với triệu chứng rối loạn tiểu đường. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt, bởi vì thời lượng của chương trình Alo Bác sĩ đã hết rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn chị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Alo Bác sĩ.